ta phải đi thôi. Hứa với ta, em sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của Siddhartha em nhé. Em hứa. Em hãy chăm sóc bệ hạ chu đáo. Em hứa với chị, chị cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc thật tốt cho cả hai người. Còn nữa, em đừng quên ta nhé. Em sẽ không bao giờ quên chị đâu. Làm sao mà em có thể quên được chị chứ. Chị à, chị à, chị sao vậy nè? Chị à, đến lúc ta phải đi rồi. Ta muốn, ta muốn nhìn mặt bệ hạ lần cuối. Yeah.